Đây là những sản phẩm mới nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vệ sinh da Mỹ, được trưng bày tại triển lãm quốc tế ngành xây dựng Việt Build 2015 lần thứ 2 vừa diễn ra tại Hà Nội. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị vệ sinh phòng tắm như vòi nước, tủ chậu, sen vòi, sen thuyền, cabin tắm, tất cả các sản phẩm của da Mỹ không chỉ toát lên nét độc đáo, sang trọng về kiểu dáng thiết kế, mà còn được làm từ những vật liệu có độ bền cao cho thời gian sử dụng lâu dài. Sản phẩm của chúng tôi được toàn bộ được làm từ nhựa PVC, đồng và inox 304 với kiểu dáng và phong cách cổ điển và sang trọng của châu Âu. Chính vì vậy nên là cái sản phẩm của chúng tôi sẽ làm cho ngôi nhà của khách hàng được nổi bật và sang trọng và đẳng cấp. Tất cả các sản phẩm của da Mỹ chúng tôi đều được đăng ký thương hiệu, bảo hộ thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy khách hàng rất yên tâm sử dụng sản phẩm của chúng tôi với mức giá tốt nhất trên thị trường. Hiện nay, tại thị trường Việt Nam xuất hiện rất nhiều cơ sở kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, tạo nên một tiền lệ xấu cho các ngành hàng Trung Quốc gia nhập vào thị trường Việt Nam. Thấu hiểu điều đó, da Mỹ trực tiếp lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như đăng ký bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm của da Mỹ tại thị trường này. Hai yếu tố này sẽ góp phần gia tăng lòng tin của khách hàng cũng như đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất. Thêm vào đó, quý khách hàng sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo cùng với sự tư vấn nhiệt tình của đội ngũ tư vấn viên.